tâm lý của anh ấy mua con này con này mà chỉ mua anh mua kia. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Trước mặt chúng ta chính là chợ phiên Cốc Ly. Đây hiện tại là bán khoảng mấy trăm con trâu ở đây, có cả bò, không biết là có ngựa không. Hiện tại là mình chưa nhìn thấy con ngựa nào cả. Trâu bò ở đây bán rất là tấp nập, đông người luôn nhé. Hiện tại trâu rất là rẻ, mời mọi người cùng theo chân mình để xem trâu hiện tại giá cả như thế nào. Đây thì có cả đàn trâu trắng nữa này. Trâu con nào con đấy đều to đẹp, những con được sơn là đã được giao bán cho những dân buôn. Ui dồi ôi, con này béo to đẹp chưa này. Giờ đang đếm tiền mua trâu nha anh em ơi. Rất nhiều con trâu luôn. Đây là thánh buôn trâu. Những dân buôn này toàn cầm theo cục gạch tiền để đi mua trâu. Chào chị nhá. Đây là trâu của chị à? Con này bán thế nào đấy? Con này bán 100 triệu. Con bây giờ bảo chú Phúc mày khỏi rồi. 100 triệu nhá. Có 20 triệu rồi. À cho em. Đâu cho em quay tí. Tôi quay đây 20 triệu con này, nhưng tôi đang giả 20 triệu đây. Thế à? Chị bán cho em nhá đúng không? Con này 25 triệu, tôi giả 20 triệu. Có vẻ các anh chị ở đây không thích quay cho lắm. À, mình quay hô 100 triệu xong lại hô 20 triệu anh em ạ. Không, bảo anh quay thì TV không thấy đâu. Bảo anh quay TV rằng quay làm báo đi mà tôi khó bụng mấy anh. Tôi bảo tôi lên giá. À, nói không đúng giá à? Ảnh hưởng đến anh đúng không? Bảo anh đi mua, bảo anh đi vào chỗ nào vòng sau sau. Bảo bà giáo bảo ơi, cho TV lên giá rồi. À, họ nói thế chứ. Mày sao mày, mày cứ quay mày cứ đi về nhà mày thả thì mày xem TV xem mà mày báo như nào ra hết à? Ok. Thế thì có vẻ là giá cả mình sẽ không được nói ở đây nhá các bạn nhá. Trâu này nó húc nhau hay sao, chảy máu hết đầu này. Rất là kinh khủng. Quay như này là dân buôn sẽ là không thích nha mọi người ơi. Dân buôn là họ sẽ bảo là họ mua giá như này. Đến khi đi vào dân bản họ mua trâu hoặc là họ bán trâu thì không được giá hay như nào đấy. Nói chung là ảnh hưởng đến họ. À ngồi
Đây này. Con này khá là đẹp. Trâu ở trên này rất là nhiều luôn nhé. Ai mua trâu thì lên trên này mua trâu thì thoải mái mà chọn. Con này béo to thật sự. Con này siêu to khổng lồ này. Con này chú bán bao nhiêu chú? 43 triệu. À. Trâu này đẹp nhỉ? Được mấy tuổi rồi chú? Con này á? Vâng. Con này chắc là 5 tuổi. 5 tuổi à? 5 tuổi là 4 à. Tuổi à. Đang tuổi to nhất của nó đây nhỉ. Trâu rất là đẹp nhá. Nhà chú ở gần đây không? Nhà chú ở cũng đi cũng xa này đó. Cũng xa cái đi nhà là 7 cây. À. Thế là dắt bộ từ 7 cây về đây để bán à? Uầy, mọi người dân ở đây là dắt trâu 7 km đến đây đi bán nhá mọi người. Trâu rất là đẹp. Mình chào cao hơn chú nhá. Ui con này cũng to không kém này. Em đang quay để làm kênh mới. Vâng, kênh trước là kênh gì? Vâng, chạy trâu, người miền núi. Quay được nhiều chưa anh? Từ đâu đến? Em trên Bắc Hà. Quay đi. Vâng. Ui, con này béo tròn như lợn luôn. Không biết. Con này béo to thế nhỉ. Béo tròn chính luôn. Trâu siêu to khổng lồ này này. Gọi là đẳng cấp. Cực kỳ là đẹp luôn, trâu. Những con được sơn này là đã được giao bán cho các thương buôn. Ui. Đây có một con trâu siêu khủng này. Trâu của anh hả anh? À. Trâu anh to thế. Bán chưa anh? À. Anh đang muốn bán giá bao nhiêu con này? Dạ. Ba mấy thôi. À. À. Trâu đẹp nhờ. Anh là chở bằng xe này đến là hay là dắt với bộ đến đấy? Đi bộ thôi. Cách đây bao xa anh? Nhà anh ấy?
Trâu to đẹp thế. Con này chắc cũng phải được 4 năm rồi ấy nhở? 7 năm à? 7 năm thì da nó có vẻ che săn chắc hơn ấy. Đấy. Đẹp chưa? Siêu to luôn nhá. Bên này còn rất là nhiều con trâu. Trâu bên này có vẻ là ảm đạm hơn này. Nhưng mà bên này thì tấp nập người mua, người xem, người bán. Các cô người Mông đi bán trâu. Mấy ngày này ở trên này khá là mưa nhiều. Đường đất khá là nhiều bùn. Được hôm nay nắng rồi mọi người ạ. Mấy hôm trước là toàn mưa luôn. Mưa nhiều cũng tốt, cho con trâu nó có chỗ để tắm bùn này, này. Đây có còn bò nữa. Đấy còn nào rồi? Đâu thì tao đi làm cho tao lấy tiền.